mâu thuẫn đất đai, anh trai cầm dao phay chém chết em ruột. Chiều mùng 3 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan công an đang tạm giữ Trần Văn Huấn, 62 tuổi, trú tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân để điều tra, làm rõ hành vi sát hại em trai. Nạn nhân là ông Trần Văn Tê, 59 tuổi, cùng trú tại khu dân cư Châu Xá. Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 6, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất ở từ trước nên hai anh em ruột là ông Trần Văn Huấn và ông Trần Văn Tê đã xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức, ông Huấn đã cầm dao phay chém nhiều nhát khiến em trai tử vong. Gây án xong, ông Huấn cầm theo hung khí tới trụ sở công an phường đầu thú. Nguyên nhân ban đầu, theo lời khai của ông Huấn, là do mâu thuẫn trong vấn đề phân chia tài sản của người cha để lại. Trước đó, sau khi người cha qua đời, ông Huấn đã chi một khoản tiền cho em trai ra làm ăn ở khu đất gần núi, còn ông Huấn nhận mảnh đất trong làng. Sự việc này đã được ông Huấn và em trai trao đổi với nhau bằng miệng từ 30 năm trước. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, ông Tê lại đòi phân chia lại tài sản do người cha để lại. Sau nhiều lần thỏa thuận mà không tìm được tiếng nói chung, giữa hai em đã xảy ra phát sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi thời gian gần đây, ông Tê nghe tin anh trai muốn xây nhà cho con trên mảnh đất đang tranh chấp. Để giải quyết sự việc trên, vào cuối năm 2022, chính quyền phường Duy Tân đã hòa giải tranh cãi và yêu cầu hai anh em viết cam kết không được gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, đến sáng mùng 3 tháng 6 đã xảy ra sự việc đau lòng trên.